trận chiến ẩm mã pha giữa thành Cáp Mô và thành Hạo Giả đã dần đi đến hồi kết. Với lợi thế áp đảo đến từ nơi có nền văn minh tiến bộ vượt bậc kiêm chuyên gia xài hách trình đại lôi của chúng ta. Sau khi hỏa pháo doanh vào trận, đã trực tiếp càn quét hàng vạn quân địch, tạo điều kiện cho trọng giáp cùng binh thương tiến lên, quân trọng giáo xây dựng phòng tuyến dùng khiên chắn phía trước, thương binh dài phía sau hỗ trợ giết địch, đội đốc chiến liên tục tiến lên phía trước, tứ phía đều là quân Cáp Mô bao vây, khiến cho lính Hạo Giả bị quây thành một đống, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Kỵ binh Cáp Mô dựa theo tình hình tạo thành thế bao vây, ngăn cho quân Hạo Giả bỏ chạy, tiếng kêu cứu rên la vang cả một vùng trời, có rất nhiều kẻ không chịu được nhanh chóng vứt kiếm đầu hàng, có những kẻ quỳ xuống xin tha mạng. Bên phía hỏa pháo doanh báo, nòng súng đã quá nóng, tới cực hạn không thể bắn thêm được nữa. Trình Đại Lôi gật đầu kêu bọn họ lui về nghỉ ngơi hồi phục. Hắn dùng ống nhòm quan sát từ xa âm thầm đánh giá, quân Lương Châu, bọn chúng còn án binh bất động bên ngoài doanh trướng. Hiện tại quân chủ Lương Châu là ai, tham báo của Cáp Mô cũng không dò xét được thân phận chủ tướng. Hắn thầm nghĩ, xem ra những thứ này quả nhiên là nghi binh, quân tinh nhuệ thực sự cũng không ở chính diện, phòng trừng ngay từ đầu bọn chúng cũng không có ý định xuất chiến. Hắn lập tức ra lệnh, thổi kèn xung phong, sau khi trung đội Long Tự quân xuất động, Ngư Tự quân, Lê Hoa quân lập tức đuổi theo. Lấy đội hình tam xoa kích phá địch, toàn quân cầm theo chiến kỳ, theo ta giết địch phá quân, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Tần Man cầm cờ hét lớn, tấn công, trung quân tản ra, tránh đường cho đại đương gia. Chiến kỳ phá quân, gia tăng tốc độ công kích phe ta, tất cả các chiến kỳ đều được thêu lại thành Cáp Mô kỳ để sử dụng hợp lý trong quân kỳ. Toàn quân xuất kích theo sau Trình Đại Lôi, hăng hái lấy thủ cấp tướng địch. Chiến kỳ vũ khúc vang lên, giúp nâng cao sĩ khí quân Cáp Mô. Như Nữu cưỡi châu cầm thương quét địch như quét rác, ba đội kỵ binh giống như tam xoa kích, đem đội hình cuối cùng của Hạo Giả thành xe thành từng mảnh nhỏ. Ngư Tự quân tiến vào bên man sườn, lên qua quân nhanh chóng theo sau, cứ thế chém giết nhanh chóng. Chủ thành Hạo Giả nhìn thấy cục trước mắt mà rét run, đây là át chủ bài của Cáp Mô chạy sao, vũ khí cùng chiến thuật này chưa từng thấy qua bao giờ. Bọn chúng từ khi nào lại có một loại vũ khí lợi hại như vậy? Bắt đầu từ thời khắc hậu phương của quân đội bị oanh tạc, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ở trước mặt loại công kích này không có cách nào chống đỡ, giống như thiên tai giáng lâm, con mẹ nó binh lính bị thiên lôi bất thình lình oang tạc từ mấy trăm mét bên ngoài. Hoàn toàn nếu biết nên ứng phó thế này, đánh đấm như vậy thì ai mà chơi được, mệnh lệnh truyền đạt không cách nào truyền tới được tiền tuyến, ta cũng đã mất đi quyền chỉ huy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả binh lính của mình lâm vào hỗn loạn chết chóc, quan sát thật kỹ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thật là ngu ngốc, đây chính là sự khác biệt giữa hai nền văn minh mà các cụ vẫn hay báo mộng cho mình đây sao? Xong rồi, chuyến này tèo thật rồi. Lính dưới trướng vội vàng hỏi, đại nhân viện binh của chúng ta đâu? 10 vạn binh mã của Lương Châu quân đâu sao không thấy họ? Thành chủ như bừng tỉnh, đúng rồi, không phải đã nói 10 vạn đại quân Lương Châu sẽ tấn công từ bên cánh sao? Sao không thấy tên nào vác bi tới hỗ trợ vậy? Hắn nhìn sang doanh trướng Lương Châu, chỉ thấy bọn chúng đang náo loạn dọn dẹp đồ đạc, tính bài chuồn. Lão cay cú chửi thề, lũ chó chết, bị người Lương Châu thành bán giỏi, trận chiến này ngay từ đầu đã phải thua, mà ta cùng 2 vạn Hạo giáp binh này chỉ là quân cờ mà chúng tiện tay vứt bỏ mà thôi. Bọn chúng căn bản không có ý định dựa theo kế hoạch trước đó hành động, tên lục lạc khốn kiếp đó nhất định là có âm mưu quỷ dị hơn. Ta chỉ là một quân cờ, làm sao có tư cách biết suy nghĩ của người bố trí, con mẹ nó cay đều chịu được. Hắn đỏ mắt hạ lệnh, đi, trở về Hạo Giả thành, mặc kệ bọn họ thích đánh như thế nào cứ đánh, lão tử không chơi nữa, trả dép bố về. Quân Hạo Giả nhìn thấy thành chủ quay dép bỏ chạy, đứng được một chỗ lẩm bẩm, thành chủ trốn rồi, vậy chúng ta còn đánh cái gì nữa? Thành chủ trốn khỏi chiến trường, thủ hạ cũng toán loạn chạy theo soái kỳ. Như Nữ quẳng dìu tới chỗ đám quân đang bỏ chạy toán loạn, trực tiếp cắt đứt chiến kỳ của Hạo Giả thành, Hạo Giả đại quân bị đánh tan tác, hoảng loạn chạy té đái. Khói thuốc súng do hỏa pháo chế tạo lâu dần không thể tản ra, cả bình nguyên cứ thế chìm trong sương mù dày đặc, rõ ràng là ngày nắng, nhưng khói mù mịt giăng đầy khắp bầu trời. Như Nữ nhàn nhã đớp miếng bánh, ngồi nghe Tần đại ca báo cáo. Đại đương gia, chúng ta giành được toàn thắng, lần đầu tiên hỏa pháo đi vào chiến trường, ở trong trận hình bộ binh dày đặc, mỗi một pháo hình như đều có thể sát thương vài người thậm chí là mấy chục sĩ binh. Trong chớp mắt phá vỡ cân bằng của trận chiến, chém địch bắt làm tù binh vô số, các đội chỉ tổn thất vài trăm người, bị thương nhẹ hàng nghìn người. Trình Đại Lôi nghe kết quả chiến đấu này cũng không vui cho nổi. Máu đỏ chảy ven theo đất cát, trên bãi cỏ chất đống xác dày đặc và thương binh chết một nửa, cảnh tan hoang, khắp nơi đều là binh khí bị vứt bỏ, cờ rách tan, xác người chất chồng lên nhau. Hắn thở thài, Tần đại ca, trước đây ta cảm thấy tại sao Nhung tộc trong vài tháng lại có thể tàn sát bừa bãi đế quốc, không ai có thể ngăn cản lại như vậy. Hôm nay cảnh tượng này rất là giống, chỉ là hình như chúng ta đã trở thành Nhung tộc xâm lược mất rồi. Đám người thua thiệt này, đào hố cho đồng đội không có chút do dự nào. Tần Man kiên định, lập trường không giống nhau, quân nhân chỉ biết phục tùng quân lệnh là thiên chức, nếu bọn họ ở trên chiến trường chém giết lẫn nhau, bị người giết chết thì quá là bình thường rồi. Mặc dù chúng ta tự xưng là chính nghĩa, nhưng ai cũng biết, chiến tranh chưa bao giờ là chính nghĩa, cái gọi là chính nghĩa đó, hách khẩu hiệu thì đơn giản, nhưng nếu gánh vác, lại nặng giống như một xiềng xích. Không nói cái này nữa, nên đánh cũng đã đánh giỏi, giết chết kẻ địch còn hơn bị kẻ địch giết chết, đem tù binh về trại Cáp Mô, vụ thu đến rồi, chúng ta cũng đang còn thiếu người.
quân Do Thám vội vàng tới báo: "Đại đương gia, thành Sóc Phương xảy ra chuyện rồi. Khi Hạo giáp binh và chúng ta đánh trận, Lục Lạc đã chia ra 5 vạn binh, hành quân thần tốc, âm thầm đi đường vòng đến hậu phương. Một lần công phá thành Sóc Phương phòng thủ trống rỗng, Trương Phỉ tướng quân bị thương nặng vẫn chưa hồi phục đã rút lui." Trình Đại Lôi giống như đã đoán trước được điều này, ta biết ngay là đám khốn kiếp này không để mình rảnh tay lúc nào mà. Tần Man gấp gáp: "Đại đương gia, bước tiếp theo nên làm thế nào đây?" Hắn cầm thất phu lên: "Thu binh, chúng ta quay về." Trình Đại Lôi từ bỏ truy sát hàng vạn đại binh, hàng nghìn đại binh chạy về thành Hạo Giả. Vì để phòng 5 vạn đại quân hậu phương tập kích, Tần Man đã dẫn dắt Man Tự Quân và Hỏa Pháo Doanh ở lại giữ Kim Đao Thành. Trình Đại Lôi và các tướng lĩnh khác dẫn dắt đại quân trực tiếp đi thẳng về thành Sóc Phương. Tại thành Sóc Phương, cờ Lương Châu tung bay trong gió, quân đội tuần tra nghiêm ngặt trên tường thành. Phía trong, các nhánh chia ra kiểm kê vậy tư, tìm kiếm kho lương thực và kho thuốc nổ của quân Cáp Mô. Kho thuốc nổ đã thấy nhưng bên trong còn cái nịt, bọn chúng chỉ còn nước tìm kiếm kho lương vớt vát chút đỉnh nhưng vẫn chưa thấy. Trong phủ thành chủ, Lục Lạc ngồi trên bàn tròn nghị sự. Trình Đại Lôi kia chẳng qua cũng chỉ là một mãnh phu mà thôi, cái gọi là dùng binh đánh trận là cần phải vận dụng các cách để lừa dối, mê hoặc kẻ địch. Trên chiến trường là cần phải dùng mưu chứ không phải man lực. Đây là tham quân trường sử Lục Lạc, cũng thuộc quan thừa tướng, chức vị tương đương với bí thủ trưởng của thôi tướng. Đám bên dưới này là quỳ quân tham mưu, văn quan võ tướng, đồng thanh vuốt đuôi: "Đúng vậy, Lục đại nhân đúng là có kế hay, Trình Đại Lôi chỉ là châu chấu sau vụ thu, không nhảy nhót được bao lâu đâu." Quân Do Thám hớt hải chạy tới, khởi bẩm các vị đại nhân, Hạo Giả quân đã bị đánh tơi bời khói lửa rồi, tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại vài nghìn binh bại chạy trốn về thành Hạo Giả. Thành chủ bên đó gửi thư cấp tốc, chất vấn chúng ta tại sao lại lâm trận chạy trốn. Tất cả mọi người đều im lặng, thành Lương Châu án binh bất động, để cho Hạo Giả quân mộ mình đối diện với bộ đội chủ lực là Trình Đại Lôi. Như vậy là tương đương với bán đứng đồng đội, bảo sao thành chủ bên đó không cay mới lạ. Lục Lạc thở dài, sớm đã dự liệu được, không ngờ sát uy của Trình Đại Lôi này lại mạnh đến như vậy. Một tên thấy thế vội an ủi: "Lục đại nhân không cần phải bất ngờ, Trình Đại Lôi biết thành Sóc Phương bị chiếm, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Đánh tan 2 vạn Hạo Giả binh cũng là bình thường, quan trọng là chúng ta đã chơi cho hắn một vố, cũng là giúp thôi tướng đại nhân xả được nỗi hận nhỏ." Một tên lập tức phụ họa theo, đều nói lực chiến đấu của Hạo Giả binh yếu, nhưng không ngờ lại tàn tạ đến mức này. 2 vạn đánh 1 vạn, còn bị đánh đến gà bay chó sủa, cha mẹ không nhận ra, thật là xấu hổ thay, đến một ngày mà cũng không cầm cự nổi. Những tên khác nhanh chóng chõ mồm vào: "Theo như ta thấy, Hạo Giả nhị lang đó cũng là có huyết dũng, Trình Đại Lôi nhất định cũng đã có người chết và bị thương nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta công chiếm thành Sóc Phương, đã cắt đứt đường lui cứu tế của Trình Đại Lôi rồi, cố gắng thêm chút nữa. 10 vạn đại quân đánh từ 2 bên thì có thể đem tặc nhân một lưới tóm hết, thay đế quốc loại bỏ hậu họa này." "Đúng vậy, hy sinh của bọn họ nhất định là có ý nghĩa. Theo như ta thấy, đợi tiêu diệt Trình Đại Lôi, nhất định phải ghi công lao cho thành Hạo Giả." Trong phòng tràn đầy tiếng cười đùa, kẻ khen người vuốt, cứ như một dàn hợp sướng thi nhau cộng hưởng. Xen lẫn tiếng cười đó là tiếng giày dồn dập từ quân tình báo, báo cáo: "Trình Đại Lôi dẫn dắt đại bộ đội hướng về thành Sóc Phương rồi, bây giờ cách chúng ta chỉ còn 50 dặm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha." Bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.